Thưa quý vị, những ngày gần đây, liên tục nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ được vận chuyển qua địa bàn thành phố Đà Nẵng để mang đi tiêu thụ đã được lực lượng công an kinh tế thành phố phát hiện. Vì vậy, việc tăng cường công an kiểm tra kiểm soát hàng hóa, đặc biệt trong dịp giáp Tết Nguyên đán này, đang được các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố triển khai quyết liệt. Đây là những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ được các đối tượng buôn lậu tuồn vào thị trường Đà Nẵng để buôn bán, bị đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an quận Liên Chiểu phát hiện và thu giữ. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng này đều không chứng minh được nguồn gốc, không có chứng từ hợp lệ. Hàng lậu được các đối tượng xé lẻ, vận chuyển bằng nhiều hình thức tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng. Xé lẻ cái mặt hàng ra, người ta vận chuyển bằng nhiều cái phương tiện khác nhau, thậm chí là sử dụng việc là ứng dụng về khoa học công nghệ như là các dịch vụ chuyển phát nhanh, hoặc là người ta giao dịch thông qua mạng xã hội, rồi người ta sẽ trực tiếp hẹn địa điểm để vận chuyển đến, giao hàng và thanh toán. Các hình thức thanh toán thì cũng thanh toán trực tuyến, chứ cũng không dùng tiền mặt. Theo các lực lượng chức năng, lợi dụng địa bàn phức tạp, nơi có cửa ngõ giao thương đường bộ với các tỉnh lân cận, các đối tượng buôn lậu tìm cách tuồn hàng lậu, hàng giả vào thị trường Đà Nẵng dịp giáp Tết năm nay ngày càng tinh vi hơn. Trong đó, chủ yếu là nhóm hàng thiết bị điện tử, mỹ phẩm, quần áo, túi sách. Đây là nhóm hàng có giá trị kinh tế cao nên được nhập lậu với số lượng lớn. Sự ra quân và sự chỉ đạo của lãnh đạo quyết liệt hơn. Cho nên năm nay thì cái số lượng cái hàng hóa mà chúng ta bắt giữ, số vụ như số đối tượng bị phát hiện, xử lý thì là có cao hơn năm trước. Phát hiện hàng loạt các vụ buôn lậu, buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và đặc biệt là có một số vụ là hàng giả với quy mô rất là lớn. Để kịp thời ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát tại khu vực cửa ngõ ra vào thành phố. Chủ động trong công tác nắm thông tin, nhất là các phương tiện chở hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Trên cơ sở đó để kiểm tra, phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là công an quận Liên Chiểu, khi có những trường hợp vi phạm xảy ra thì chủ động phối hợp để xử lý hiệu quả. Trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán này, thành phố Đà Nẵng gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm kiên quyết kiểm soát chặt thị trường, đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn.